chào quý ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến. Em tên là Xuân Khánh. Em tên là Phương Nhi, đến từ lớp 8T2 thuộc liên đội trường trung học cơ sở Linh Trung. Hòa cùng không khí rộn rã, tưng bừng của dịp Tết Trung thu sắp đến, liên đội trường trung học cơ sở Linh Trung vô cùng vinh dự vì được tham gia hội thi thiết kế mô hình lồng đèn trong lễ hội Trung thu năm học 2024 của thành phố Thủ Đức. Chính vì thế, để thắp lên ngọn lửa rực rỡ và nhộn nhịp tưng bừng của lễ hội Trung thu, chi đội trường trung học cơ sở Linh Trung đã thiết kế, lắp ráp và trang trí một mô hình lồng đèn vô cùng kỳ công và sặc sỡ mang tên Dương Phượng. Các bạn thân mến, cũng như những gì các bạn được chiêm ngưỡng, thì mô hình lồng đèn Dương Phượng được thiết kế tái dựng dựa trên ý tưởng căn nguyên về loài chim phượng hoàng của văn hóa Á Đông, song được đơn giản hóa từ các nguyên vật liệu thô sơ, tối giản và đặc biệt là có tính thân thiện với môi trường. Trước nhất, mô hình lồng đèn trên có bố cục gồm 3 phần chính: phần đế, phần hoa và mô hình. Đến với phần đế, đế mô hình là một bộ phận vô cùng quan trọng, được lắp ghép từ các loại gỗ tự nhiên của các bộ bàn ghế cũ kỹ bị hư hỏng nặng nề. Điều này vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cao, song cũng đủ chắc chắn để trụ đỡ cho toàn bộ thân mô hình. Phần cánh hoa, nhị hoa của hoa hướng dương và mô hình phượng hoàng lửa cũng được đầu tư kỹ càng về mặt vật liệu và chế tạo. Theo đó, phần khung được ghép nối bởi dây kẽm quay đồng và được tô trí bởi vải vôn nhiều màu thu gom từ phế liệu của các tiệm may. Bên cạnh đó, bên trong mô hình còn được gắn thêm các loại đèn mini khác nhau, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa phù hợp với các cơ sở có nguồn kinh phí thấp. Các bạn có biết không, mô hình Dương Phượng của trường trung học cơ sở Linh Trung bên cạnh thiết kế độc đáo, sặc sỡ, còn mang trong mình vô vàn thông điệp giàu ý nghĩa, giá trị khác nhau. Nhắc đến Phượng Hoàng là nhắc đến sự tái sinh và bất tử. Trước khi tái sinh, Phượng Hoàng phải trải qua vô vàn gian truân trắc trở, nhưng bất kể thế nào, Phượng Hoàng luôn trỗi dậy từ đống tro tàn, hồi sinh và hình thành chu kỳ sống mới. Chính bởi thế, Phượng Hoàng là một loài chim cao quý, đức hạnh và thanh nhã. Nó tượng trưng phù trợ cho trí tuệ và là biểu tượng của tinh thần bất khuất, ý chí ngoan cường, mang lại sự may mắn và sức sống mãnh liệt. Kết hợp với những ý nghĩa sẵn có của dịp Tết Trung thu, lồng đèn Dương Phượng mong muốn được gửi trao những thông điệp đắt giá không chỉ về sự sum họp đoàn viên mà còn thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam. Qua đó, mong ước chúng ta hãy sống thật dũng cảm, kiên cường với những định hướng mà mình đã vạch ra, luôn quyết tâm và lập thái được thật nhiều thành tựu vinh quang trong cuộc sống. Kết lại, thông qua phần dự thi của chúng em, chi đội trường trung học cơ sở Linh Trung luôn mong muốn được góp sức nhằm dựng sang một mùa Tết Trung thu thật là hoành tráng, ý nghĩa đối với các bạn học sinh và các thầy cô trên thành phố Thủ Đức. Nếu các bạn, các quý thầy cô có lòng yêu thích với tác phẩm dự thi của chúng em, xin hãy bình chọn và thả tim thật tích cực để những thông điệp này lại càng ngày được bay cao, bay xa hơn nữa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.